Hồng Cổ đang được quý vị nóng lòng chờ đợi ngay sau đây. Họ sẽ hóa thân thành hai nhân vật trong trích đoạn cải lương Người Tình Trên Chiến Trận của cố soạn giả Yên Lam. Xin hãy dành một tràng pháo tay cho hai chuông vàng vọng cổ, chuông vàng vọng cổ 2009, nữ nghệ sĩ Thu Vân và chuông vàng vọng cổ 2015, Nguyễn Thanh Toàn. Oh,
thiên kiều. Anh không thể nào nhìn em đau khổ. Anh không thể cầm đứt tiếp một cái mất em. Anh chưa sợ. Tại sao phản bội lên cha anh? Phản lại cho người người ông cổ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tên ma phương đó sẽ chịu tử hình kinh khiếp nhất. Em sẽ ở lại đây mãi mãi. Vì sao? Vì thiếu người ta làm sao em sống nổi. Thiếu người ta em sống nổi. Sống bên anh được. Bây giờ yêu nhau em rồi, anh sống với ai đây? Thì kiếm anh đã nói với em là anh đã nói gì? Anh đã nói là hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.